Thiên An nói rõ về tin đồn bắt cá hai tay, phủ nhận chuyện nhận chu cấp 5 triệu hàng tháng để nuôi con. Thiên An cho biết không hề qua lại với người đàn ông tên T và sẵn sàng tiến hành hoạt động pháp lý phù hợp với Pết, đưa tin sai sự thật về cô. Vào sáng ngày 4 tháng 12, trên một số diễn đàn bất ngờ lan truyền thông tin Thiên An đã bắt cá hai tay trong khoảng 4 năm nay. Một số người còn cho rằng cô nàng có hành động tình ái không rõ ràng khi quen biết Zack và một số người đàn ông khác. Ngay lập tức, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của cư dân mạng, thậm chí cô vô tình nhận về những ý kiến tiêu cực dù chưa chính thức giải thích về nghi vấn trên. Mới đây, trên trang cá nhân, Thiên An đã đăng tải một tâm thư nhằm nói rõ về một số tin đồn thất thiệt liên quan đến cô. Đồng thời, người đẹp cho biết lần cuối cùng cô nhận được chu cấp nuôi con từ phía bạn trai cũ chính là vào hồi tháng 3 vừa qua. Lời đầu tiên, Thiên An khẳng định đây là lần duy nhất cô lên tiếng về tin đồn trên, về vấn đề cho rằng mình quen một người tên T. Khi đang trong một mối quan hệ khác thì mình xin khẳng định là không có chuyện đó xảy ra. Mình là người được nhiều người theo dõi nên hình ảnh hay thông tin của mình được cung cấp trên mạng là một việc rất bình thường. Kể cả địa chỉ nhà mình, vì lúc trước nhà mình có mở quán ăn. Người đẹp phân trần cô và T qua lại không đúng sự thật, trong những tin nhắn với anh T chỉ toàn là hình ảnh. Ngoài ra không có bất cứ thông tin gì xác nhận người đang qua lại với anh T là mình Thiên An. Còn tin nhắn trên là cuộc nói chuyện giữa mình và chị vợ anh kia trao đổi, lúc đó mình mới biết chuyện bị mạo danh. Ai đó đã sử dụng thông tin của mình để liên lạc, nhắn tin với T. Người tên T này và mình, Thiên An không hề quen biết nhau ngoài đời thực. T chỉ chat với kẻ mạo danh nào đó trên danh nghĩa là mình. Và mình cũng lên bài đính chính mình chỉ xử những tài khoản trên, có ảnh. Đừng dựa vào một page không rõ nguồn gốc đăng những thông tin sai lệch. Nữ diễn viên cho biết T là một chủ thầy xây dựng nhà của cô, đồng thời cô không phủ nhận về việc được T ưu ái và tặng riêng một bản vẽ thiết kế ngôi nhà. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, T làm việc trực tiếp với mẹ không hề liên quan đến người đẹp, trong khi xây nhà sẽ có những vấn đề phát sinh xảy ra ngoài dự tính. Nên giữa nhà mình và anh T có một số khúc mắc nhưng cũng đã giải quyết trong yên bình và anh T đã xóa bài đăng của anh ấy trên Facebook. Và trong bài viết của anh T, không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy, cũng như ngôi nhà mình đang sống là do anh ấy xây tặng cho mình. Những thông tin các lan truyền là do mọi người tự suy diễn và đưa ra kết luận sai lệch, không đúng sự thật. Về thông tin anh trai Thiên An nợ 2 tỷ đồng và nhờ gia đình bạn trai cũ trả nợ, cô hoàn toàn phủ nhận và không quên nói thêm. Không bao giờ có chuyện trả nợ giúp gia đình mình xảy ra đâu. Còn phần tiền chu cấp nuôi dưỡng con gái, người đẹp chia sẻ gia đình bạn trai cũ đang dừng việc này khoảng hơn nửa năm nay, lần cuối cùng. Mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3 năm 2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển một lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 đến 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình bạn ấy đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa. Cuối cùng Thiên An cho biết cô đang thu thập các thông tin sai sự thật do một page đăng để làm việc với luật sư. Nếu biết này không có động thái gỡ bài, công khai xin lỗi nữ diễn viên khẳng định sẽ tiến hành các hoạt động pháp lý cần thiết. Người đẹp luôn cố gắng bảo vệ và nuôi dạy con. Cô nói thêm, mình không muốn liên quan đến bất kỳ vấn đề nào với phía bên kia nữa. Mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng có dự định riêng cho tương lai của họ. Xin đừng lan truyền những thông tin sai lệch, tiêu cực và xin để cuộc sống của mẹ con mình được yên bình. Mình tin các bạn sẽ biết chọn lọc thông tin đúng đắn để không bị những câu chuyện tiêu cực làm ảnh hưởng đến cảm xúc một ngày của các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, trân trọng.